Hiệp 2 bắt đầu. Điều khiển trận đấu ngày hôm nay trọng tài chính thầy Phùng Quang Bảo, trọng tài FIFA. Trọng tài biên thầy Nguyễn Huy Hoàng, trọng tài FIFA và thầy Trần Quang Tuấn cũng trọng tài FIFA. Các thầy đã sau khi làm xong việc của mình ở SEA Games 30 tại Philippines đã bay ngay tối hôm qua về để bắt trận đấu ngày hôm nay. Và sau đây thì các thầy cũng sẽ phải bay ngay trở lại vì ban tổ chức yêu cầu phải có mặt để chuẩn bị các giải tiếp theo. Các trận tiếp theo của bảng A và bảng B nguy hiểm quá. Bóng vừa rồi căng ngang khung thành của D3, D4 nhưng không chạm cầu thủ nào cả. Rất đáng tiếc cho A6. Ông Huy 04. Bóng đi hết biên. Chúng tôi quên chưa nói đến một đóng góp thầm lặng của cameraman ngày hôm nay. Đó là cameraman của 12A1. À biên chứ không phải phần góc. Pha căng ngang rất nguy hiểm nhưng bóng không chạm ai. Vâng, cơ hội liên tiếp được tạo ra trước khung thành của cả hai đội. Có lẽ là nếu như các phóng viên quốc tế đến theo dự trận đấu này cũng sẽ biết câu hỏi, câu trả lời tại sao bóng đá Việt Nam lại nổi lên như vậy sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo Hàn Quốc đến dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Vâng, và trên sân hôm nay thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu huấn luyện viên của 12A6 là cô Hoài An và huấn luyện viên của 11D3 và D4 là thầy Tuấn và cô Vòng. Quang Huy. Nguy hiểm.
vừa ra pha bóng xuất sắc của cầu thủ 12-6. Tuy nhiên thủ môn của 11-3-4 đã thi đấu rất cảnh giác. Có lẽ là anh đã rút kinh nghiệm của Bùi Tiến Dũng trong trận đấu vừa rồi. Rất nguy hiểm. Vâng, thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã được rút ra. Có lẽ là một pha ham bóng thôi, chứ cầu thủ A6 không cố tình như vậy. Nhưng trong bóng đá đó là một điều không thể thiếu của những trận cầu căng thẳng như thế này. Bóng được đưa thẳng vào. Quang Huy đánh đầu nhưng không được. Một pha dàn xếp đá phạt như kiểu của U22 Việt Nam khi Đoàn Văn Hậu đã trả ngược lại cho Hà Đức Chinh ghi bàn. Và suýt nữa thì siêu phẩm vừa lặp lặp lại. Pha sút xa của số 18 Xuân Đức. Có lẽ là theo chúng tôi quan sát thì trên sân năm nay phải đến mấy chục nghìn người tham dự trận chung kết lịch sử giữa 12-6 và 11-3-4. Bóng đi rất cao sang bên thị trấn Yên Viên rồi ạ. Trả lại cho thủ môn ạ. Bóng đã hết đường bên ngang. Pha bóng rất kinh nghiệm. Có lẽ Bùi Tiến Dũng cũng phải học hỏi pha bóng này. Pha dàn xếp nguy hiểm quá. Bóng đã bật chân cầu thủ D3-D4 và tiếp tục đá phạt góc cho 12-6. Với tính chất căng thẳng của trận đấu ngày hôm nay thì các cầu thủ đã bị chuột rút. Một điều rất hiếm thấy ở các trận đấu vòng bảng và bán kết. Cầu thủ Văn Mạnh của 11-3 đã bị chấn thương. Và có lẽ là các cầu thủ 11-3-4 sẽ có sự thật người. Vâng. Như vậy Văn Mạnh ra sân. Và vào sân là cầu thủ Nhật Minh số 19. Yeah.
lỗi sau. Một thẻ vàng lại được rút ra. Vâng. Các cầu thủ đang thi đấu rất nhiệt tình. Các cầu thủ A6 đang tấn công. Có vẻ như là 12-6 được thay đổi người. Vâng. Gia Long số 13 đã vào sân ạ. Như vậy cả hai đội để thay ít nhất một cầu thủ so với hiệp 1. Nguy hiểm. Chỉ là quả đá biên thôi, không có pha phạm lỗi. Nguy hiểm. Đúng rồi, quả đá biên, nhưng để đã an toàn thì thủ môn của đội 3-4 đã đẩy bóng ra. Rất may không cầu thủ là A6 ở vào. Và tránh bóng rất quyết liệt. Duy Việt rất khéo. Cầu thủ có số áo rất ấn tượng, 106. Có lẽ là anh cầu thủ số 10, nhưng anh muốn ghi tận 6 bàn hay sao ấy. Pha bóng rất quyết liệt. Vâng, hiện nay song song với việc truyền trực tiếp trên kênh Thể thao TV, Bóng đá TV, Next Sport, VTC, thì trên kênh Star Sport, ESPN cũng đang truyền trực tiếp trận đấu này. Vâng, nếu quý vị các bạn chưa kịp cập nhật highlight của trận đấu này, chúng ta sẽ chờ đón phần highlight chiếm spotlight ở trên kênh YouTube vào tối nay ạ. Vâng, ban tổ chức sẽ cập nhật. Phút cuối rồi nhưng mà các cầu thủ vẫn rất mạnh mẽ. Cuối cùng thì A6 đã ghi được bàn thắng, đưa trận đấu về xuất phát. Chúng tôi xin được thông báo cầu thủ số 17 Đăng Thanh
đã ghi bàn thắng đưa trận đấu trở lại xuất phát. Đây mới đúng là trận chung kết mà chúng ta mong đợi, rất kịch tính. Hai cầu thủ Văn Quý 11 của 1-3-4 và Đăng Thanh 17 của 26 đã làm người ghi được bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Pha dàn xếp rất có nét và người vừa kết thúc là Sơn Đức. Một mình Quang Huy tả xuống hữu đột. Mạnh Tùng tốt đi, không được. Thủ môn của A6 chơi rất tốt. Đi bóng tuyệt vời. Số 18 Nhật Minh không được. Nhật Minh bỏ lỡ cơ hội, phải nói là có 1-0-2, rất đáng tiếc. Sau khi tỷ số trận đấu là 1-1 thì các cầu thủ và hai đội thi đấu tích cực hơn. Trận đấu đang được đẩy lên. Bóng đã rời cột của A6 và chưa đi vào lưới. Đúng tính chất của một trận chung kết. Vòng tròn các cầu thủ sẽ thi đấu fair play, tránh gây chấn thương cho cầu thủ đội bạn để chiến thắng của chúng ta thật sự là ngọt ngào. Thank you.
Như vậy với thẻ vàng thứ hai thì Mạnh Tùng đã phải ra sân ạ. Pha đánh đầu của số 21 Duy Nam, tuy nhiên bóng không đi trúng khung thành. Theo chúng tôi đánh giá thì Duy Nam là một cầu thủ rất tài năng. Ngoài vẻ đẹp trai của anh thì anh thi đấu rất nổi bật. Và có lẽ đây là một cầu thủ điển hình của giải năm nay. Đức Tuấn 20 đánh bóng, đánh đầu đưa bóng trạch khung thành. Vâng, trong khi bình luận chúng tôi đã hơi chưa kịp theo được các đường bóng của cầu thủ nên hơi bị nhịu. Phạt góc cho 12-6. Liên tiếp những pha hãm thành trong phút vừa qua. Lại một đường căng ngang nữa. Và ngày hôm nay là trái bóng khiến các cầu thủ rất khó đoán. Cả khán giả trong sân đã đứng hết cả dậy, có lẽ họ đang hồi hộp cho những phút tiếp theo của trận đấu. Hiện nay tỷ số đang là 1-1 và 12-6 đang được lợi một người. Phục Quang Bảo trọng tài FIFA đang thúc giục cầu thủ phải nhanh chóng đưa bóng vào sân để trận đấu được tiếp tục. Đề nghị các cổ động viên đứng lùi lại để cầu thủ ham bóng không va vào tránh gây chấn thương ạ. Xin đề nghị các cổ động viên của hai đội ta lùi lại một chút.
phạt góc rồi. Cầu thủ A6 đang đến ưu thế vượt trội về số lượng cầu thủ trên sân so với đội bạn bằng những pha hãm thành liên tiếp. Cầu thủ D3 cần phải theo sát và triển khai bóng thật nhanh. Vâng. Trọng tài FIFA Thịnh Phùng Quốc Bảo đã nổi hồi còi kết thúc hiệp 2 của trận đấu, trận chung kết giữa 12A6, 11D3 và 11D4. Và như vậy chúng ta sẽ phải chờ đến loạt penalty cân não để quyết định nhà vô địch ngày hôm nay. Và đội nào giành chiến thắng cũng rất xứng đáng. Đề nghị các cầu thủ ở nguyên trên sân, các cổ động viên chúng ta không đi vào sân. Bây giờ chúng ta sẽ làm thủ tục để chọn sân đá penalty. Xin cảm ơn cameraman Đỗ Ngọc Minh đã trợ giúp ban tổ chức trong hai hiệp vừa qua. Yeah.